7. Thiên Bảo, tẩu sai rồi, tẩu không nên như vậy. Lẽ nào đệ muốn ghi hận tẩu cả đời? Tẩu nhất thời nóng giận, nhất thời hồ đồ, mới mặc kệ mọi chuyện như vậy. Tẩu không phải người xấu bụng mà. Được rồi, tẩu quay về đi, đừng làm dơ y phục. Tẩu giận sai rồi, đệ còn muốn sao nữa chứ? Thiên Bảo, quay về đi. Sau khi đệ đi, Ngọc Tài càng ngày càng không muốn về nhà nữa. Thường xuyên đến trộm tiền cửa hàng, cầm đi cờ bạc chơi gái. Cửa hàng gia sắp không xong rồi. Ta không về, ta ở đây rất tốt. Thiên Bảo à, đệ không nghĩ cho bản thân mình. Lẽ nào đệ không nghĩ cho Ngọc Nhàn muội muội, hai người ở bên ngoài thuê phòng có thể ăn ngon ngủ yên sao? Đệ có thể chăm sóc tốt muội ấy sao? Quay về, tẩu chăm sóc muội ấy, tẩu nhất định hầu hạ muội ấy thật tốt. Còn không được sao? Được rồi, tẩu có lòng ta xin nhận được chứ? Tẩu để ta làm việc được không? Nhị canh thiên lý, nhị canh thiên lý, nhị canh thiên lý. Tiểu Nico mắt ngấn lệ, tiểu Nico mắt ngấn lệ. Phụng Nhi, Phụng Nhi, mẹ con đâu rồi? Đi danh tự Quách gia, nói là buổi tối sẽ không quay về. Đi tìm tên quê mùa sơn tây đó à? Quà xảo dân. Quay lại đây. Đã có ta sẽ xử lý nàng ra sao? Phụng Nhi, Phụng Nhi, con biết không? Con không phải con ruột của ta. Con biết không hả? Hòa xảo dân, Hòa xảo dân. Con tới làm gì? Có chuyện gì sao? Không có chuyện gì. Con tới thăm dì đại gia. Có phải Ngọc Nhàn tụi nó xảy ra chuyện rồi không? Con vừa chuyện rảnh rỗi, con muốn nói chuyện về hai người bọn họ. Tụi nó lại gây ra chuyện gì rồi? Thiên Bảo huynh đệ nhất quyết ở trong xưởng gia làm việc, ở nơi đó vừa dơ vừa mệt, lại không có tiền công. Con muốn người đi khuyên hai người họ đừng làm nữa. Không phải con khiến Thiên Bảo phải tới xưởng gia sao? Coi người kia nhị đại gia, không phải đã nói không nhắc chuyện đó nữa, sao người lại nhắc làm gì? Theo ta thấy, để Thiên Bảo ở xưởng gia cũng được. Nơi đó đều là của các đại lão gia, cũng không xảy ra được chuyện gì lớn. Nhị đại gia, bây giờ chỉ có người nói bọn họ mới chịu nghe. Nghe ta. Nếu như mà nghe ta, tụi nó đã không dứt bỏ tiêu cục theo lão tam. Đều đã chuyện qua rồi. Nhị đại gia, Thiên Bảo huynh đệ chịu khổ cũng bỏ đi. Nhưng Ngọc Nhàn muội muội đi theo chịu khổ người, không thấy đau lòng sao? Quý nữ gả ra ngoài rồi như chén nước hắt đi. Một lão già như ta đi theo quản chuyện tụi nó làm gì? Mùi ý đặt mang thai ở một nơi như vậy. Sao? Con nói Ngọc Nhàn. Sao? Người không biết. Nhị đại gia, Ngọc Nhàn mùi mùi mang thai rồi.
Bây giờ người có cháu ngoại rồi đó. Cho dù người không quản hai người họ, lẽ nào người không nghĩ cho cháu ngoại của người sao? Nhị đại gia, Phụng Nhi, 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 Phụng Nhi. Đợi ta tìm được con, coi ta có đánh chết con không. Cô phụ, Phụng Nhi, đã muộn như vậy rồi, sao cô còn chạy tới đây? Sao vậy? Đã muộn như vậy rồi, chỉ bằng ngày mai đưa nó về. Nếu ngày mai đưa nó về, Phụng Nhi nhất định sẽ bị đánh. Lát nữa ta đưa nó về. Cô phụ, tỉnh rồi sao? Người đang làm gì vậy? Ta đưa con về. Quay về, con không về. Phụng Nhi, Phụng Nhi, làm gì vậy? Mẹ con không ở nhà, không quay về được. Cô phụ, con theo người ở lại xưởng gia, con làm tiểu nha đầu cho người, bưng trà rót nước, xin người đừng bắt con quay về. Phụng Nhi, con có cha mẹ, sao có thể ở chỗ cô phụ? Chuyện này không được, cầu xin người đó cô phụ à. Phụng Nhi, cô phụ đưa con quay về, nói với cha con một tiếng, không để ông ấy đánh con. Vậy không cần nữa, con tự quay về, không cần người quan tâm. Phụng Nhi, Phụng Nhi, Trương sư phụ, Thiếu phu nhân à, có chuyện gì sao? Thiên bảo ông đừng làm khó đệ ấy nữa. Không phải kêu ta làm khó sao? Sao lại? Trước đây kêu ông làm khó đệ ấy là muốn đệ ấy không ở chỗ này được nữa, tự mình quay về cửa hàng gia. Nhưng mà bây giờ đệ ấy quyết tâm như vậy rồi. Ta vừa từ nhà tổ Quách gia quay về, vốn dĩ muốn để nhị gia khuyên bảo đệ ấy, nhưng nhị đại gia, vậy đi, lời trước đây ta nói không tính nữa. Đệ ấy muốn học gì, ông già cho đệ ấy đi, dạy chân truyền được học cho đệ ấy, được không? Được rồi, trong lòng ta có tính toán. Nhờ vào ông. Lát nữa cùng ăn đi. Trương sư phụ, ta nói với cô bao nhiêu lần rồi, nhà ta không dám dùng cô, sao cô không nghe? Trương sư phụ, do ta nhàn rỗi mà, không sao đâu. Nhàn rỗi không cần ở lại nhà ta, chạy tới nhà chúng ta thêm loạn sao? Mọi chuyện ta rõ ràng rồi, ta nói lại lần nữa, Hạ Thiên Bảo khuân giác gia, muốn làm gì cứ việc làm, còn muốn để ta truyền cho hắn ta nghề làm gia thuộc, không có cửa đâu. Trương sư phụ, Thiên Bảo làm gì đắc tội với ông? Vì sao đối xử như vậy? Không vì sao, ta chỉ vì không muốn truyền cho hắn. Đi 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 đi.
Đi đi. Mợ đừng đi mà. Mợ đừng đi. Sao vẫn ngủ nướng vậy? Dậy đi. Mẹ, mẹ nói với con rồi, hàng ngày phải dậy sớm luyện công. Mẹ mới đi một ngày, con đã không nghe lời rồi. Dậy đi. Sao lại nóng như vậy? Mẹ, con khát. Đây. Cha con đâu? Không biết. Tình khốn kiếp này. Có phải con bị cảm lạnh ốm được không? Sư muội, Thiên Bảo. Sư muội. Đại sư huynh. Sư muội. Sao huynh lại tới? Sư phụ kêu ta tới đón hai người về. Về à? Phải. Sư phụ nói muội mang thai, vì vậy sư phụ kêu ta tới đón hai người về. Sao cha biết muội đã mang thai? Là tẩu tẩu nói. Thì sao lại vậy? Vào nhà đi. Sư muội. Hai người ăn thứ này sao? Gạo trắng vừa ăn hết nên ăn được một bữa. Nào vào nhà đi. Đại sư huynh. Đại sư huynh. Hà Thiên Bảo. Đại sư huynh. Đừng gọi ta đại sư huynh. Ta không gánh nổi. Sao vậy? Đệ nhìn nơi này đi, rồi xem lại bộ dáng của mình. Đệ để sư muội theo đệ chịu tội như vậy, sư phụ có sao được? Đại sư huynh, nghe đệ nói. Ta không nghe. Nghe ta nói. Sư phụ kêu ta đưa đệ và sư muội quay về. Thu dọn đồ đạc đi. Đệ không về. Được, đệ không về. Vậy ta dẫn sư muội đi. Đại sư huynh, đại sư huynh, muội không thể đi cùng huynh được. Tại sao không thể? Muội coi đi, sống thế nào? Vậy làm nghề gì? Phải học nghề đó. Học làm ăn buôn bán, phải học từ đầu đến cuối. Cả ngày ở xưởng gia làm này làm kia, sao gọi là người làm ăn? Ta không để muội ở đây chịu tội đâu. Nếu không có bản lĩnh thì đừng lấy muội. Đại sư huynh, huynh xem bây giờ ta như vậy có thể đi được sao? Chính bởi vì muội như vậy nên ta mới phải đưa muội về. Theo ta, đại sư huynh. Muốn đi cũng được, nhưng phải nói với huynh ấy một tiếng. Ta nói với hắn rồi. Đại sư huynh, huynh muốn làm gì? Làm gì? Ta đưa sư muội quay về. Nàng ấy là vợ ta. Nàng ấy không đi đâu cả. Muội ấy là sư muội của ta. Ta muốn đưa đi là đi. Huynh không được đưa đi. Để tránh ra. Ta không tránh. Để. Đại sư huynh, huynh làm gì vậy? Sư muội, sư phụ nói rồi, cho dù thế nào ta cũng phải dẫn muội quay về. Thiên Bảo cũng vậy, muội không về. Hà Thiên Bảo, nếu đệ là một nam nhân, đừng để sư muội chịu khổ. Nếu không, đệ đừng quay về. Đi. Ngọc Nhan, Thiên Bảo, hay là nghe lời đại sư huynh, chúng ta về nhà một chuyến. Không học được nghề, ta tuyệt đối không quay về. Ngọc Nhan, Trương sư phụ. Ngọc Nhan,
Con trai ta ầm ĩ không chịu ăn cơm, sống chết muốn cô qua đút cho nó. Cậu đó, sắp sửa đón năm mới rồi, cậu không về nhà, ở đây với bọn ta làm gì? Về nhà có gì vui? Cùng mọi người ở đây đón năm mới mới vui. Cậu thật cố chấp. Tứ hộ sinh, nói thật với ta đi, vì sao Trương sư phụ không muốn dạy nghề cho ta? Nói cậu thông minh nhưng có lúc cũng ngốc lắm. Bọn chúng ta đã ký khế ước với sư phụ, sau khi thành nghề bắt buộc phải đi thật xa, không thể cướp chén cơm của người. Cậu nghĩ xem, cậu thân thiết với ông chủ, sau khi thành nghề sẽ ở lại. Nếu như sư phụ mang hết bản lĩnh thật sự truyền cho cậu, vậy sẽ để ông ấy phải hết khí trời rồi, có phải không? Sư phụ sức khỏe an khang, vạn sự như ý, dọc ngang thiên hạ. Hay lắm, hay lắm. Đây, ai cũng có phần. Lão gia, lão gia, con cũng có. Lão gia, lão gia, lão gia, Ngọc Nhàn sắp sinh rồi. Không phải là chưa tới ngày sao? Ai biết trước, sao lại sinh chứ? Chuyện này nói với tập vô dụng thôi. Mau, nói tiếp trụ đi. Dương Gia Bảo, gọi bà đỡ đi. Tới lúc chúc mừng. Chúc mừng sư phụ lên chức ông ngoại. Chúc mừng sư phụ. Thiên Bảo, cậu tới làm gì? Trương sư phụ, ta lập giao ước với ông, sau khi thành nghề ta tuyệt đối không ở lại xưởng gia. Ta tới làm học đồ, không phải là để sau này dành chén cơm của ông, mà ta muốn làm ăn lớn. Đi, quay về có bánh kẹo. Trương sư phụ, nếu ông không đồng ý, hôm nay ta sẽ đứng ở đây không đi.
Sinh hay không? Sinh. Làm phiền làm phiền. Ai là bà Đỡ Dương? Chính là ta. Sao vậy? Bà Đỡ Dương, ta ở tư cục võ quy, ta muốn nhờ bà. Hôm nay là ngày đại hỷ con trai ta cưới vợ, ta không thể đi đâu hết. Cậu mau đi đi, sư phụ ta sinh non đang chờ bà. Hôm nay đại hỷ nhà chúng ta, chạy tới đây nói chuyện máu me, cậu cố tình tới gây rối đúng không? Cậu mau đi đi. Đi 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 đi. Đi đi. Đi đi mà, đi đi. Đi, bậy bạ hết sức. Đại nương, ta cầu xin bà, hãy cứu sư muội ta. Ta cầu xin bà. Ngọc Nhàn, Ngọc Nhàn à, phải chịu đựng. Cố thêm chút nữa, bà Đỡ Dương sắp tới. Ngọc Nhàn, cố chịu đựng. Bà Đỡ Dương tới ngay bây giờ. Ngọc Nhàn, Ngọc Nhàn à, Ngọc Nhàn à, con cố thêm chút nữa đi. Ta nói cậu nghe, việc nhà ta con cũng thấy rồi. Không phải là ta không muốn đi. Nhà ai lấy con dâu đều phải tránh những chuyện máu me. Cậu như vậy không phải là muốn Dương gia chúng ta đoạn tử tuyệt tôn hay sao? Rốt cuộc có đi không? Hay là không đi? Không đi. Tránh ra. Giết người kìa. Tránh ra. Đi, đi, đi. Đồ chó, đồ chó. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì vậy chứ? Đây đây, đừng chơi nữa. Năm mới ăn bánh chẻo. Đây đây đây, mau ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Đứa trẻ này thật cứng đầu mà. Tới rồi, tới rồi. Bà Đỡ Dương tới rồi. Không muộn chứ. Đại nương nhanh lên. Ta sống hơn nửa đời người, chưa từng thấy ai mời người như các ngươi cả. Cứu sư muội tôi đi mà. Mau. Thiên Bảo, đã qua năm mới rồi, cậu thật sự muốn mang thêm phiền phức cho ta sao? Cậu nói đi. Tại sao cậu muốn tới Xưởng Gia làm học đồ? Trương sư phụ, chỉ một câu thôi. Ta muốn học được bản lĩnh phân biệt thế nào là gia tốt, thế nào là gia xấu. Tương lai ta làm ăn buôn bán, không phải làm thợ gia. Nếu như ông không tin, ta có thể thề với ông. Được rồi, ta tin, ta tin, ta tin. Ý cậu là cậu muốn học được nghề này để buôn bán lớn, hàng gia được tốt hơn. Đúng. Ta mà còn không dạy cậu, người ta sẽ nói ta nhỏ mọn hẹp hòi. Được rồi, cậu về đi. Ăn Tết xong ta dạy cậu. Đa tạ sư phụ. Sinh rồi, sinh rồi. Sao rồi hả? Sinh được một tên nhóc mập mập. Tốt quá. Sư phụ, tiêu cục chúng ta có truyền nhân rồi.
Nhờ phúc của quan lão gia, mẫu tử tụi nó đã bình an rồi. Mẫu tử bình an rồi. Được rồi, có thể đưa ta về rồi chứ. Hôm nay quả thực xin lỗi bà, để bà bị hù một trận. Bỏ đi bỏ đi. Nhìn thấy tên nhóc mập mạp đó, chút tức giận trong người ta cũng bay đi hết rồi. Nói không chừng ta còn dính được chút phúc khí. Con cháu mới vào cửa của ta có khi cũng xin được tên nhóc mập mạp. Đây là 5 đồng đại dương, bà đừng chê ức. Nhiều vậy sao? Cầm cũng hơi. Bà cầm đi, đâu có nhiều như vậy. Cầm đi cầm đi. Đây là số tiền mà xứng đáng được nhận. Vậy ta không khách sáo nữa. Thiết trụ à, đưa bà ấy về đi. Để ta tiễn bà. Đừng khách sáo, đừng khách sáo. Đây đúng là chuyện tốt. Chuyện tốt, chuyện tốt. Thật là tốt quá đi. Da như vậy, nếu muốn có một tấm đệm da, các nơi khác dù sao cũng phải cần 9 tấm da. Nhưng nếu như cắt thật tốt, dùng được da từ dưới chân, thì chỉ cần 5-6 tấm da, như vậy là đủ rồi. Màu da lông phải chọn thống nhất, dân phải gần giống nhau. Chỉ cần một chút không chú ý là sẽ dứt đi mấy tấc da. Mới coi thì cũng dứt không nhiều, nhưng về lâu về dài như vậy thì không được. Thiếp phu nhân cô tới rồi. Ta đi ngang qua, thuận tiện tới coi sao. Nếu như thiếu gia cũng để tâm được như cô thì tốt rồi. Hắn ta chuyện gì cũng mặc kệ. Cho nên mấy ngày trước cha ta tới Trương gia khổ nhập hàng. Ta đi về nhà tổ quách gia một chuyến. Trong nhà chỉ có chàng ấy và Phụng Nhi. Chàng ấy đánh bạc cả đêm. Phụng Nhi một mình ở nhà. Kẻ nhỏ ở nhà mà còn bị bệnh. Trương sư phụ, ông dạy Thiên Bảo tay nghề à? Không phải cô kêu ta dạy sao? Đúng vậy. Đệ ấy học thế nào? Cậu nhóc này hiếu học, so với mấy tên đồ đệ kia thông minh hơn nhiều. Cô ở đây nha. Cha, con thấy chúng ta không đợi Thiên Bảo nữa. Cha đặt tên cho nó đi. Cha thấy theo gia phả nhà chúng ta, tên đẹp của nó lấy chữ thừa đi. Gọi nó là Thừa Vũ đi. Thừa Vũ à, tên nghe rất hay. Hà Thừa Vũ, chúng ta có tên rồi. Theo ta thấy, không nên để nó mang họ Hà, để nó mang họ Quách chúng ta đi. Nệm cụ phải được cân đối. Từng tấm da làm nệm phải tương tự nhau. Lấy da sống thành từng tấm. Để tiết kiệm da phải dùng dao sắc. Muốn làm y phục càng phải cẩn thận. Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ. Lông tạp phối để làm tay áo. Phía trước phía sau phải cùng một loại lông. Nhớ kỹ là các đường nối, đường sai vị trí. Tránh cho đúc khâu mất nhiều sức lực. May đường may phải cẩn thận. Một tấc phải may 20 mũi kim. Mũi kim may không được khó nhìn, nếu không lúc kiểm hàng sẽ bị nhìn thấy. Những khẩu quyết này chỉ là công phu qua loa thôi. Nhớ cho kỹ. Muốn học tốt chủ nghề làm da nhất định phải thành tâm. Thành tâm. Thiên Bảo, Thiên Bảo, ta hầm cho đệ con gà để ăn đi. Ta không ăn. Đây là tiền của ta và Phụng Nhi hát dạo đầu đường mua về. Để chứ để bồi bổ thân thể ăn đi. Cậu đừng tới nữa được không? Phải để ý thể diện.
Tẩu không sao chứ? Không sao chứ? Không sao. Cha ta kêu ta tới giục lấy hàng. Người ta đang đợi. Sao muội tới đây? Con muội đâu? Đứa bé còn nhỏ, đã ở tiêu cục không đưa tới. Nghe Thiên Trụ nói vừa trắng vừa mập, rất đáng yêu. Cũng được. Thiên Bảo có đây không? Có. Muội vào đi. Ta có chuyện phải đi đây. Được. Thiên Bảo. Ngọc Nhan, sao nàng tới đây? Nàng đợi một lát. Sư phụ, đi đi, một lát thôi đó. Dạ. Ngọc Nhan, Thiên Bảo, con đâu? Không đem tới. Ai kêu chàng không về nhà? Con sinh ra ta còn chưa được gặp, sao nàng không đưa tới? Cha nói rồi, muốn gặp thì về tiêu cục. Cha đừng giận cha, đó là tính cách của cha. Phải rồi, lúc nãy muội đi tới căn nhà trước đây chúng ta ở, có phải rất lâu rồi không về đó? Trong nhà muội bám đây. Từ sau khi nàng về, ta vẫn luôn ở lại đây. Không bằng như vậy, ta quay về thu dọn đồ đạc, làm cho chàng vài món, đợi chàng tan làm. Ngọc Nhan, bây giờ sư phụ đã nhận ta làm đồ đệ, làm học đồ cũng có quy tắc. Trong vòng 3 năm không được về nhà, người già không được tới thăm. Vậy mẹ con muội phải làm sao? Nhẫn nhịn một chút, không phải chỉ 3 năm sao? Kiên trì một chút là qua thôi. Chàng tưởng con từ trên trời rơi xuống uống nước suối được sao? Chứ từng thấy ai làm cha như cha. Ngọc Nhan, con tên gì vậy? Không có tên. Không khỏe ở đâu? Chỗ nào không thoải mái? Sư muội, có phải nó bệnh không? Mùi không biết, nó cứ khóc hoài. Có bị nóng không? Hơi nóng. Mùi đừng lo, mùi đi mời Lang Trung. Đã muộn gì rồi, để mai rồi tính. Vậy sao được, đừng để bệnh của đứa nhỏ nặng thêm. Mùi đợi ta, ta sẽ quay lại. Ngoan, đừng khóc mà. Sao còn chưa ngủ? Nhớ con. Nhớ con. Nhớ bà xã đúng hơn. Không biết cậu đang nghĩ cái gì nữa. Bà xã con cái đều có, còn tới làm học đồ, chịu dày dò như vậy. Uống thuốc đi. Uống xong bệnh sẽ ổn thôi. Đừng khóc, đừng khóc. Không lạnh không nóng vừa đủ. Không đút được. Thuốc đắng như vậy sao nó uống? Cũng phải uống, không thể làm sao. Tiểu Vũ, chỉ có thể đổ vô miệng thôi. Sư muội, nếu muội không nỡ, giao Tiểu Vũ cho ta. Muội ra ngoài, để ta. Thank you.
Sư phụ. Nào, mọi người qua coi đi. Đây, nhìn thử đi. Tứ hộ sinh, con nói thử coi, đạt được hạng mấy? Chuyện này vẫn phải sư phụ nói mới được. Đã ở lại 4 năm, còn phải sư phụ nói mới được. Con không sợ mất mặt? Thiên Bảo, con nói thử xem, đáng được hạng mấy? Sư phụ, tay nghề của con vẫn còn kém rất xa. Có lẽ là hạng 3. Xét về tay nghề, con đương nhiên còn kém xa. Có điều tấm này con làm, có thể đánh giá hạng nhất. Sao? Hạng nhất? Hạng nhất à? Thật sao sư phụ? Thiên Bảo, con thành nghề rồi. Sư phụ, người đừng có đuổi con. Không phải người muốn con đi mới nói vậy sao? 3 năm học thành nghề. Như Thiên Bảo chỉ cần không tới 2 năm đã thành nghề rồi. Nhìn là các con đi. Không biết còn phải ở lại đây tới khi nào nữa. Một, hai, ba, bốn, năm, Ngọc Nhàn, Thiên Bảo, chàng thành ghê rồi. Tiểu Dũng, đây là cha con. Cha, Thiên Bảo bất hiếu. Mấy năm nay, mấy nhờ của cha chăm sóc Ngọc Nhàn. Ly rượu này con kính cha. Ta không nhận nổi, con tự uống đi. Cha, cha còn giận con à? Ly rượu này coi như con tạ lỗi với cha. Đại sư huynh, những ngày này không ở đây, nhờ có huynh chăm sóc hai mẹ con Ngọc Nhàn, để cạn trước một ly. Đó là chuyện nên làm mà. Ta mời đệ. Đại sư huynh, chàng ấy mời huynh mới đúng. Mùi thấy không phải một ly mà phải 3 ly. Sư muội đừng, không phải 2 năm nay đều nhờ có huynh chăm sóc mẹ con chúng tôi sao? Nên phạt, theo ta thấy 3 ly cũng không đủ. Người làm cha như đó thật quá dễ dàng rồi. Không bỏ ra sức lực, cũng không bỏ ra chút tâm tư nào. Không ngờ giật được một đứa nhỏ đáng yêu như vậy. Cha nói rất đúng, là con không phải. Có biết mọi người vì Tiểu Dũng mà phải nhọc lòng rất nhiều. Ly rượu này con tự phạt chính mình.